Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho nhau cái bản slip cực kỳ ngon nhá. Cái bản slip này nó rất là mới và nó rất là mượt. Mình đang test cái chức năng auto farm level của nó. Các bạn có thể nhìn thấy nhá, nó farm rất là nhanh, nó di chuyển cực kỳ nhanh luôn. Nó farm rất là nhanh và nó không bị giật lag, không bị kích nhá. Và mình test trên những dòng máy yếu hoặc là máy trung tầm trung thì thấy rất là ok. Cái máy này của mình thì nó cũng không phải là mạnh mà nó chỉ là tầm trung thôi. Thì mình test thì mình thấy rất là ok, không bị kích và rất là mượt. Đó, thì nếu như bạn nào có nhu cầu lấy cái slip này của mình thì các bạn chỉ cần bấm phần mô tả thôi. Trong phần mô tả sẽ có đầy đủ tất cả các link mà các bạn cần. Tí nữa thì mình sẽ hướng dẫn bạn cách để vượt link ở trên kênh của mình. Còn bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn bạn cách để dán cái slip này và sử dụng cái menu làm sao nó hiệu quả nhất và làm sao nó không bị văng, không bị kích. Đó, thì bây giờ mình sẽ đóng game đi nhá. Mình sẽ đóng game đi. Và mình đang sử dụng cái clean giọt nước phiên bản mới nhất là phiên bản V7. Nếu như các bạn có nhu cầu sử dụng cái clean giọt nước thì các bạn chỉ cần bấm vào phần mô tả thôi. Trong đó sẽ có link của clean giọt nước hoặc là Flusu cũng vậy. Mình cũng để link ở trong phần mô tả nhá. Các bạn sẽ tải về cho mình. Và bây giờ mình sẽ vào. Mình sẽ vào và mình sẽ mở cho anh em xem. Một vài dòng máy thì cái clean giọt nước nó sẽ không có cái nút tam giác, tức là không có nút play, thì các bạn làm cách nào? Thì các bạn cố gắng xem hết cái video của mình để các bạn khắc phục cái tình trạng như vậy nhá. Cái máy này của mình thì khi mình cài xong cái clean giọt nước, mình VD key xong, đó, mình VD key thì nó xảy ra một cái lỗi là nó không có cái nút tam giác này. Đó anh em ơi, nó không có cái nút tam giác này nhá. Đó, mình sẽ dán cái slip vào. Đây là mình fix rồi. Cái máy này thì mình đã fix thành công rồi. Thì mình sẽ hướng dẫn cho những bạn nào mà đang gặp phải cái tình trạng như này. Nếu như các bạn không có cái nút tam giác này nhá, các bạn sẽ bấm vào cho mình cái nút mũi tên này. Anh em bấm vào nút mũi tên nhá. Đó, anh em bấm vào nút mũi tên thì ngay lập tức nó sẽ có cái nút hình tam giác này lên. Đó, nó sẽ hiện cái nút tam giác. Và khi nó hiện cái nút tam giác này thì anh em sẽ bấm vào nút tam giác. Đó, cái biểu tượng của cái nút play. Và khi anh em bấm xong thì ngay lập tức cái menu này nó hiện lên. Các bạn thấy không? Nó rất là mượt, tốc độ bật của nó thì cực kỳ nhanh, cực kỳ mượt. Cái menu này nó là một cái menu mới và chức năng của nó thì cũng bình thường thôi. Nó đủ dùng anh em ạ. Đấy, nó đủ dùng. Cũng khá là nhiều chức năng anh em ơi. Mình sẽ demo cho anh em xem. Đó. Nó cũng đủ, nói chung là đủ dùng. Các bạn mà muốn sử dụng, các bạn chơi thì các bạn sẽ test. Còn video này của mình thì mình sẽ làm một video nhanh thôi. Mình không thể review hết tất cả các chức năng của nó. Bây giờ mình sẽ demo thử cho anh em cái Auto Farm Level của nó nhá. Tại vì cái máy của mình, nó cái nick này của mình thì cấp nó vẫn cấp thấp 1052. Và mình sẽ phải farm lên Max Level đã. Thì bây giờ mình sẽ test Auto Farm Level cho anh em xem. Đó, mình sẽ test nhá. Mình sẽ bật cho anh em xem này. Nó farm thì tốc độ gọi là ánh sáng luôn. Đó, mình sẽ bật và không bao giờ nó bị kích, không bao giờ nó bị văng. Và cái menu này nó sẽ không ẩn được nhá. Các bạn muốn ẩn nó đi thì các bạn sẽ nhấn giữ vào cái menu này và các bạn sẽ kéo nó sang một bên cho mình. Đó, các bạn kéo nó sang một bên như này là các bạn có thể nhìn được. Các bạn nhìn thấy không? Đó, còn nếu khi mà các bạn muốn tắt bỏ cái chức năng này mà các bạn bật các chức năng khác thì các bạn làm ngược lại, các bạn sẽ nhấn giữ vào cái menu này cho mình. Đó, nhấn giữ vào và các bạn kéo nó vào và các bạn tắt vào đi hoặc là các bạn bật cái chức năng khác. Hoặc là các bạn muốn ẩn nó đi thì các bạn làm tương tự. Các bạn nhấn giữ vào và các bạn kéo sang một bên. Đó, các bạn nhìn không? Nó rất là mượt, nó farm thì rất là nhanh, cực kỳ nhanh nhá. Mình chưa thấy một cái bản slip nào nó farm nó nhanh như cái bản này luôn. Đó, và anh em nhìn không? Không bao giờ có trường hợp là giật lag hoặc là văng kích. Máy của mình thì cấu hình nó cũng bình thường thôi, nhưng mà mình test thì thấy rất là ok. Đó, nick này của mình thì đang lên đến 1053 rồi. Đó thì đến bước này thì tất cả các bạn đều biết cách sử dụng cái bản slip này đúng không? Thì mình sẽ hướng dẫn bạn cách để vượt link ở trên kênh của mình. Đó, như đúng cái tựa đề của video, mình sẽ hướng dẫn bạn cách để vượt link. Đó, anh em nhìn không? Farm rất là nhanh nhá, farm rất là nhanh và rất là mượt. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn bạn cách để vượt link. Mình sẽ đóng game đi nhá, mình sẽ đóng game đi. Các bạn sẽ vào cho mình cái phần mô tả của cái video hoặc là cái phần bình luận. Đó, mình để link ở trên phần mô tả đấy anh em ơi. Script trong video hoặc là phần bình luận. Đó, mình cũng để cái link anh em ơi. Thì các bạn bấm vào chỗ nào cũng được. Các bạn sẽ bấm vào cái link đầu tiên là cái script trong video nhá. Các bạn bấm vào và các bạn sẽ bấm xem thêm cho mình. Và các bạn mở cho mình bằng Google Chrome nhá. Mở bằng Google Chrome. Đó, các bạn nhớ mở bằng Google Chrome để nó không bị lỗi. Ở cái bước này thì anh em để cho mình cái từ khóa. Đó, anh em để bước thứ hai, từ khóa của nó là hút hầm cầu Liên Chiểu Đà Nẵng. Anh em copy cho mình từ khóa này. Và anh em ở cái bước thứ ba cho mình nhá. Anh em nhìn ở bước thứ ba, anh em nhìn cái từ khóa của nó là hút bể phốt ba miền .com đúng không? Thì các bạn sẽ mở cho mình một tab mới. Đó, mở cho mình một tab mới. Anh em dán cho mình cái từ khóa vừa nãy vào. Dán vào đây. Và anh em sẽ viết thêm cho mình là hút bể phốt ba miền. Hút bể. Anh em ơi, hút bể phốt ba miền cách com. Thì mặc định nó sẽ ở đầu tiên luôn. Đấy, anh em nhìn không?
mặc định cái từ khóa nó sẽ ở đầu tiên. Và nhiệm vụ của anh em bây giờ rất là đơn giản, anh em sẽ bấm vào cho mình cái link này, bấm vào cái trang web này và anh em kéo xuống nhá. Anh em kéo xuống này, đó, anh em nhìn thấy lấy mã ngay không? Anh em check sang bên này nhá. Check sang bên này cho mình. Ở đây anh em ơi, các bạn đợi mình một chút. Đấy, anh em check sang cái trang này. Đó, lấy mã ngay thì anh em sẽ tích vào cái dòng lấy mã ngay cho mình. Đó, anh em nhìn không? Nó rất là đơn giản thôi, cực kỳ đơn giản. Các bạn chỉ cần bỏ ra một chút ít thời gian để các bạn xem hết cái video này của mình là các bạn có thể lấy được cái menu này của mình, lấy được cái script này. Nó rất là đơn giản thôi. Không những mình mà tất cả các YouTuber khác họ cũng đang sử dụng cái link dạng như này. Thì các bạn chỉ cần biết cách lấy link của mình thôi là các bạn có thể áp dụng được tất cả các kênh làm về Roblox. Họ đều sử dụng cái link này. Thì các bạn chỉ cần biết cách lấy link của mình là các bạn có thể lấy được link tất cả của link ở trên kênh của những người khác. Thì các bạn chỉ cần chịu khó bỏ ra một chút ít thời gian để các bạn vượt link để ủng hộ cho những người mà làm YouTube như mình hoặc là các YouTuber khác, họ có động lực, họ làm những cái video, họ chia sẻ những cái bản xứ hay cho anh em xem. Đó, thì sau khi anh em copy xong thì anh em sẽ dán vào cái trang kia nhá. Copy này, sao chép cho mình. Anh em vào lại cái trang này. Đó, anh em dán vào đây cho mình. Đó, dán vào đây và anh em bấm vào đây tiếp tục. Cái bước vượt link này nó chỉ mất 1 phút của anh em thôi, 1 phút đến 2 phút là cùng. Nếu như mạng kém thì nó chỉ mất khoảng 2 phút, còn nếu như mạng ngon thì nó chỉ mất khoảng 1 phút hoặc là hơn 1 phút tí thôi là các bạn đã vượt link được rồi. Cái bản script này thì nó không cần phải verify, các bạn chỉ cần dán vào cái là các bạn dừng được luôn. Ở cái bước này thì nó rất là đơn giản rồi đúng không? Rất là đơn giản. Các bạn chỉ cần kéo xuống, đó, kéo xuống này anh em ơi. Các bạn kéo xuống và các bạn bấm vào subscribe. Đó, bấm vào subscribe. Subscribe nhá, thì sau khi anh em đăng ký kênh xong thì cái nút subscribe nó sẽ được tích V, thì anh em sẽ bấm vào like và comment cho mình. Đó, anh em bình luận cho mình một cái lời tích cực một chút nhé. Đó, hay chẳng hạn. Thì sau khi anh em comment xong thì nó sẽ mở cho anh em cái bước tiếp theo là cái bước unlock này. Anh em sẽ bấm vào unlock cho mình. Đó, anh em nhìn không? Anh em mở được unlock, anh em kéo lên cho mình và anh em sẽ unlock cho mình. Đây anh em ơi, anh em sẽ unlock nhá. Đó, anh em unlock 2 lần cho mình. Đó, thì nó sẽ mở ra cái bản script như này. Thì anh em chỉ cần dán cái script này thôi và anh em vào cái game Roblox. Đó, anh mình sẽ copy cho anh em nhé. Mình sẽ copy cho anh em xem. Và các bạn sẽ mở lại cái game Roblox. Đó, các bạn mở lại cái game Roblox và các bạn sẽ dán cái script vào là các bạn có thể mở được cái menu lên. Nó rất là đơn giản thôi, cực kỳ đơn giản. Và cái menu này thì nó rất là chất, rất là xịn. Nó là một cái bản script mới cho nên là rất là ngon, rất là mượt và không bao giờ bị văng. Đó, bây giờ thì mình sẽ test lại cho anh em xem. Đó, mình sẽ mở lại, mình ver đi. Mình sẽ ver đi cái clip giọt nước nhá. Đó, ver đi thì các bạn đợi một chút. Thì sau khi ver đi xong, anh em xóa bỏ cho mình cái dòng này đi. Xóa bỏ đi. Đó, anh em dán lại cái script vào đây. Và anh em sẽ bấm vào hình tam giác cho mình. Anh em x bỏ cái này đi. Thì ngay lập tức nó sẽ mở cái menu lên. Đó, và anh em sử dụng chức năng nào thì anh em sẽ bấm vào. Đó, và anh em sau khi anh em sử dụng xong thì anh em sẽ nhấn giữ và anh em kéo nó sang một bên thì nó sẽ tự động đi farm. Ok, thì đến bước này thì tất cả các bạn đều biết cách sử dụng, đều biết cách lấy link ở trên kênh của mình. Thì mình xin dừng clip đây. Các bạn thấy video hay thì nhớ like, subscribe, chia sẻ video giúp mình để mình có động lực mình làm nhiều video hay và hữu ích cho anh em xem. Một cái yêu cầu nhỏ nhoi như vậy thôi. Còn bây giờ thì ok, bye bye, chào mọi người.